cuốn sách và giỏ đựng than. Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền Đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông: "Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả." hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ? Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói: "Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé." Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà. Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói: "Nước chảy hết mất rồi. Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa." Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước. Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng đựng nước vào cái giỏ là điều không thể, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại, ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà. Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi. Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước vào lúc này cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà thế là cậu bé lại lấy nước lại chạy nhanh hết sức và khi về đến chỗ ông cái giỏ lại trống rỗng ông xem này cậu bé hụt hơi nói thật là vô ích cháu lại nghĩ nó là vô ích ư ông cụ nói cháu thử nhìn cái giỏ xem cậu bé nhìn vào cái giỏ và lần đầu tiên cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ. Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy. Đại bàng của Thành Cát Tư Hãn. Buổi sáng nọ, Thành Cát Tư Hãn và các thuộc hạ của ông đi săn. Thành Cát Tư Hãn mang theo trên cánh tay của ông con chim ưng mà ông yêu thích đến chưa không được gì cả, thành cát tư hãn quay lại chỗ cắm trại, và để khỏi phải cáu kỉnh với đám thuộc hạ, ông rời nhóm, cưỡi ngựa đi một mình. Trong sức nóng của mùa hè, ông khát nước nhưng mọi dòng suối đều khô cạn. Thế rồi, hết sức ngạc nhiên, ông nhìn thấy một dòng nước nhỏ chảy ra từ tảng đá ngay trước mặt ông. Ông lấy chiếc cốc bằng bạc ra hứng nước. Thật lâu nước mới chảy đầy cốc và ngay khi ông đưa chiếc cốc lên môi, thì con chim ưng bay lên và giật chiếc cốc rồi ném nó xuống đất thành cát tư hãn giận lắm nhưng vì con chim ưng rất được ông yêu thích nên ông cúi xuống nhặt chiếc cốc lên lau sạch bụi và lại hứng nước khi nước chỉ mới được nửa cốc con chim ưng lại lao đến tấn công làm đổ nước lần này ông rút kiếm ra khỏi vỏ nhặt chiếc cốc và lại hứng nước vừa canh chừng dòng nước vừa để ý đến con chim ưng ngay lúc ông có đủ nước trong cốc và sắp uống thì con chim ưng lại bay lên và lao về phía ông thành cát tư hãn với một nhát kiếm đâm thủng qua lồng ngực con chim tuy nhiên dòng nước kia cũng đã khô cạn và thành cát tư hãn quyết định tìm một cái gì đó để uống ông leo lên tảng đá để tìm nguồn suối khác ông kinh ngạc khi thấy có một vũng nước và ngay giữa vũng nước đó là xác con rắn độc nhất của miền đất này nếu ông lỡ uống nước đó chắc hẳn ông đã chết rồi thành cát tư hãn quay lại chỗ cắm trại ôm theo xác của con chim ưng ông ra lệnh làm một bức tượng chim bằng vàng và trên một cánh chim ông khắc dòng chữ thậm chí khi một người bạn làm điều gì đó anh không thích người đó vẫn cứ là bạn của anh và trên cánh bên kia ông khắc dòng chữ bất cứ hành động nào được thực hiện trong sự giận dữ đều là hành động đưa đến sự thất bại đại bàng và gà chuyện kể rằng một người đàn ông nọ tìm thấy một quả trứng chim đại bàng nhưng không biết nên đã đặt nó vào ổ gà mái đang trong thời kỳ ấp trứng chim đại bàng con cùng nở ra và lớn lên với đàn gà con từ nhỏ cho đến lớn, con đại bàng con đều làm những việc mà những con gà thực thụ làm và luôn nghĩ mình là con gà không hơn không kém, nó đào đất tìm run và côn trùng, kêu cục tác cũng vỗ cánh và bay được một ít trên không trung. Năm tháng trôi qua, con đại bàng gà cũng đã trưởng thành. Một ngày đẹp trời nọ, nó nhìn lên bầu trời và thấy một con chim rất đẹp, dũng mãnh lướt đi trong gió. Nó ngước nhìn con chim đang bay đầy vẻ kính sợ và hỏi những con gà quanh đó, "Ai đấy? Đó là chim đại bàng, chúa tể của các loài chim." Một trong những con gà trả lời, ông ấy thuộc về bầu trời, còn chúng ta thuộc về mặt đất vì chúng ta là gà. Như thế, con chim đại bàng đã cam chịu với số phận của mình, nó đã sống và chết như một con gà, vì nó luôn nghĩ mình chỉ là một con gà mà thôi. Định nghĩa từ, tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. "Ồ, xin lỗi," tôi nói. Người kia trả lời, "Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô." Chúng tôi rất lịch sự với nhau, nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác tối nọ lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà tránh xa chỗ khác tôi cau mày nói con trai tôi bước đi trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm khi đối xử với người lạ con rất lịch sự nhưng với con mình con đã không làm như vậy hãy đến tìm trên sàn nhà bếp có những bông hoa đang nằm ở cửa đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con tự nó hay lấy những bông hoa này nào hoa hồng màu vàng và cả màu xanh nữa nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó lúc này thì tôi bật khóc tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống dậy đi con trai bé nhỏ dậy đi có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không thằng bé mỉm cười con tìm thấy chúng ở trên cây kia con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh. Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không? Family father and mother, I love you. Gia đình ba và mẹ, con yêu ba mẹ. Đồ tể Cunda. Ngày xưa, ở kinh thành nọ có một người làm nghề đồ tể, chuyên giết một lợn tên là Cunda. Công việc hàng ngày của ông là bắt lợn trói vào một khúc cột, dùng gậy đánh khắp mình lợn cho thịt mềm ra, cạy miệng lợn rồi chế nước sôi vào để rửa sạch ruột. Những con lợn chịu nhiều đau đớn không sao tả hết. Sau đó, Kunda dùng một thanh gươm thật sắc chặt đầu lợn, hướng máu tuôn ra và mổ lấy thịt. Một phần để ăn, một phần để bán. Ông đã tạo nghiệp, giết hàng trăm nghìn con lợn theo cách ấy suốt 55 năm. Một hôm, bỗng nhiên Kunda phát bệnh nặng. Toàn thân ông nóng gian như có lửa thiêu đốt ở bên trong. Lúc đó Kunda có những hành động rất kỳ dị. Ông la hét như tiếng lợn cắt cổ, rồi bó lê la khắp nhà. Người thân trong gia đình đã rất cố gắng chăm sóc ông, nhưng không thể chịu nổi những tiếng la hét ấy. Mọi người đành bỏ đi hết, khóa nhà lại để ông một mình trong đó. Kunda phải chịu tình trạng này suốt 7 ngày 7 đêm. Tới ngày thứ 8 ông mới dứt được hơi thở cuối cùng, sau khi trải qua biết bao đau đớn. Trong những ngày đó, những người xung quanh nghe tiếng la tưởng là tiếng lợn bị cắt tiết. Họ rất bất mãn vì ông Kunda này hàng ngày vẫy giết mổ lợn, nhưng nay chẳng chịu dừng tay mà còn ra sức giết ngày giết đêm. Đúng là không có chút lòng từ bi nào cả. Họ tìm đến Đức Phật đang ngủ ở gần đó thưa chuyện. Phật mới giảng giải rằng, này mọi người, lão Kunda không có giết lợn trong 7 ngày này đâu. Ông ấy đang chịu những gì mà mình đã gây ra trước đây. Ngọn lửa của sự oán hận đã nổi lên thiêu đốt ông ấy, ông ấy nóng nảy la hét như một con lợn và bò lê lết trong nhà suốt 7 ngày qua. Hôm nay mới chút được hơi thở cuối cùng trong sự dày vò đau đớn. Mọi người hãy nhớ, khi đã gieo nhân là những hành động bạo ác hung đồ, thì chắc chắn sẽ gặt lại quả đau khổ, dày vò, cắn rứt cả thân xác lẫn tâm hồn. Đôi bạn thân, thím vịt bận đi chợ xa đem con đến gửi bác gà mái mẹ. Gà mái mẹ gọi con ra chơi với vịt con. Gà con xin phép mẹ dẫn vịt con ra vườn chơi và tìm run để ăn. Gà con nhanh nhẹn đi trước. Vịt con lạch bạch theo sau. Thấy vịt con chậm chạp, gà con tỏ ra không thích lắm. Ra tới vườn, gà con lấy hai chân bới đất tìm run. Ngón chân của vịt có màng không bới đất được. Vịt con cứ lạch bạch khiến đất bị nén xuống. Gà con không tài nào tìm run được. Gà con tức quá nói với vịt con bạn chẳng biết bới gì cả, bạn đi chỗ khác chơi để tôi bới một mình vậy. Vịt con thấy gà con nổi giận với mình cũng buồn, liền bỏ ra ao tìm tép ăn. Một con cáo mắt xanh, đuôi dài nấp trong bụi rậm, thấy gà con đi tìm mồi một mình định nhảy ra vô. Gà con sợ quá vội ba chân bốn cẳng chạy ra bờ ao. Gà con vừa chạy vừa kêu, chiếp, chiếp, chiếp. Vịt con đang lặn ngụp tìm tép, nghe tiếng bạn gọi vội lướt nhanh vào bờ kịp cõng bạn ra xa. Cáo chạy tới bờ đã thấy gà và vịt đang ở gần ao sâu, chờ mãi không được, cáo liếm mép và bỏ đi. Nhờ vịt có đôi chân như mái trèo bơi rất nhanh mà gà con thoát chết, lúc này gà con mới thấy việc mình đuổi vịt con là không tốt, và xin lỗi bạn, vịt con không giận mà còn mò tép cho gà con ăn. Từ đấy mỗi khi vịt con đến chơi, gà con mừng tiếu tít đi tìm run cho vịt con ăn, gà con nhanh nhẹn đi trước, vịt con lạch bạch theo sau, hai bạn gà và vịt rất quý mến nhau. Đôi tay của tâm hồn Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca, cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng mặc một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. Cô bé buồn tuổi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ, tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tuổi đến thế sao? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt là mới thôi. Cháu hát hay quá. Một giọng nói vang lên, cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta một buổi chiều thật vui vẻ. Cô bé ngần người người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi hôm sau khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé cô bé lại hát cụ già vẫn chăm chú lắng nghe ông vỗ tay nói lớn cảm ơn cháu cháu gái bé nhỏ của ta cháu hát hay quá nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi cứ như vậy nhiều năm trôi qua cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng Cô không thể quên cụ già khi xưa ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên và lắng nghe cô hát cho cô những lời động viên, khích lệ tinh thần. Những câu nói đã chắp cánh ước mơ cho cô gái nhỏ nghèo khó. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay, một người trong công viên nói với cô. Cô gái đứng lặng người. Cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe. Vậy mới hay sức mạnh của những lời động viên, an ủi năm nào đã khiến cô tự tin đi tới ước mơ của mình. Đôi khi ta chẳng thể thấy được hết khả năng của một người cho đến khi ta cho họ những cơ hội để thể hiện. Vì sự khích lệ và tin tưởng của ai đó, nhiều bậc vĩ nhân đã ra đời. Đôi tay của mẹ, một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận hay không nhận anh ta và ông thấy từ học bạ của chàng thanh niên tất cả đều tốt và năm nào từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học cũng đều xuất sắc không năm nào mà anh chàng thanh niên này không hoàn thành vượt bậc viên giám đốc anh đã được học bổng của những trường nào chàng thanh niên đáp thưa không thế cha anh trả học phí cho anh đi học sao cha tôi chết khi tôi vừa mới một tuổi đầu mẹ tôi mới là người lo trả học phí viên giám đốc lại hỏi mẹ của anh làm việc ở đâu chàng thanh niên đáp mẹ tôi làm công việc giặt áo quần viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay của anh cho ông ta xem chàng thanh niên có hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo viên giám đốc vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt rũ áo quần không chưa bao giờ mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách hơn nữa mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi chàng thanh niên đáp viên giám đốc tôi yêu cầu anh một việc hôm nay khi trở lại nhà lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh và rồi ngày mai đến gặp tôi đến lúc ấy thì chàng thanh niên có cảm tưởng là công việc tốt này đang sẵn sàng là của mình về đến nhà chàng ta sung sướng khoe với me và chỉ xin được cầm lấy đôi bàn tay của bà mẹ chàng trai cảm thấy có điều gì đó khác lạ với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ vừa lau nước mắt chàng tuôn tràn đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới có dịp khám phá đôi tay mẹ mình đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã dùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng, từ bao nhiêu lâu nay. Những vết bầm trong đôi tay của mẹ là, giá mẹ chàng phải trả dài đăng đẳng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng. Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại cho mẹ. Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu, sáng hôm sau chàng thanh niên tới trụ sở công ty viên giám đốc còn thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên ông hỏi anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở nhà không chàng thanh niên đáp tôi lau sạch đôi tay của mẹ và cũng giặt hết phần áo quần còn lại viên giám đốc cảm tưởng của anh ra sao chàng thanh niên thứ nhất bây giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn không có mẹ tôi không thể thành tựu được như hôm nay thứ hai qua việc hợp tác với nhau và qua việc giúp mẹ giặt quần áo giờ tôi mới ý thức được rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc thứ ba tôi hiểu sâu xa được tầm mức quan trọng và giá trị của liên hệ gia đình viên giám đốc nói đây là những gì tôi cần tìm thấy ở nơi con người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của những người khác một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời em được nhận Đức Phật Mực thánh nhân ra đời. Ngày xưa, tại kinh thành cây Pi vương quốc sách gia, có vị vua rất anh minh và tài giỏi, là sát hoa và hoàng hậu nhân Đức là Mahamaya. Vua và hoàng hậu đã lớn tuổi nhưng chưa có một đứa con trai nào để nối ngôi. Cả đất nước sách gia ngày đêm cầu nguyện có một hoàng tử tài đức vẹn toàn đến, để tiếp nối vua cha cai trị vương quốc ngày càng thanh bình, thịnh vượng vào một đêm rằm trong lúc hoàng hậu may a đang ngủ thiếp đi dưới ánh trăng sáng dịu thì người nằm mộng thấy một con voi trắng sáng vô cùng đẹp đẽ từ trên cao tiến lại gần voi trắng ân cần chào hỏi rồi đột nhiên đi thẳng và biến mất vào bụng của hoàng hậu hoàng hậu may a tỉnh giấc thấy trong người an vui lạ thường sau đó vài ngày hoàng hậu bắt đầu mang thai vua và tất cả mọi người đều rất vui mừng các vị tế sư thầy cúng đều tiên đoán rằng đấy là một điểm báo về một thánh nhân chuyển thế để giúp đất nước sách ra gần tới ngày sinh hoàng hậu may a cùng đoàn tùy tùng lên đường về nhà cha mẹ ruột của mình để sinh em bé đó là truyền thống từ rất lâu đời của cư dân nơi đây tới giữa đường hoàng hậu may a rừng nghỉ chân ở khu rừng lumbini khu rừng này rất thanh bình nhưng hôm nay nó trở nên rất đẹp với muôn hoa đua nở rất nhiều chim thú tụ tập về đây và thấp thoáng trên trời có rất nhiều vị tiên cũng đang hiện diện tất cả đều rất hiền hòa và trịnh trọng như đang chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng sắp diễn ra trong lúc hoàng hậu may a dạo quanh khu rừng tuyệt đẹp ấy người thấy một cây sa lơ rất cao to có hoa nở rực rỡ từ thân đến các cành ngọn thấy hoa nở đẹp lạ kỳ hoàng hậu vừa đưa tay chạm vào một cánh hoa thì bỗng nhiên một cậu bé bước khỏi bụng của bà tất cả mọi người đều rất sửng sốt lúc đấy trời đất sáng hẳn ra ở trên trời cao vọng xuống những tiếng nhạc vang lừng rồi hoa không biết từ đâu mà rơi xuống như mưa hoàng tử vừa sinh đã đứng được trên hai chân và bước từng bước vững chãi về phía trước Hoàng tử nhỏ bước chân tới đâu như có hoa từ mặt đất nở ra để nâng bước chân hoàng tử đến đó. Trước khung cảnh ấy, tất cả mọi người trong đoàn tùy tùng, muôn thú và thần tiên đều quỳ xuống, chắp tay chào hoàng tử vừa chào đời. Tin báo về đến đức vua sắt hoa đây nơ đích thân vua cưỡi ngựa ra đón hai mẹ con hoàng hậu Mai A. Vừa thấy hài nhi, bỗng nhiên tâm vua rúng động, quỳ xuống và chắp tay trước hoàng tử. Vua sắt hoa đây nơ và tất cả mọi người đều rất vui mừng. Các ngày sau đó, việc ăn mừng diễn ra khắp đất nước như một lễ hội lớn. Dừng lại để mài dìu sắc hơn. Trong cuộc sống có những lúc bạn bị cuốn theo dòng đời tấp nập, mài mê làm công việc của mình không biết ngừng nghỉ vì một mục tiêu nào đó. Đến một lúc bạn chợt nhận ra càng ngày càng xa rời mục tiêu, những lúc đó bạn cần phải có những quãng nghỉ, để nạp lại năng lượng, để tìm ra cách thức sắc bén hơn chinh phục mục tiêu. Cũng giống người tiểu phu cũng cần phải mài lại diều của mình, nếu muốn đốn được nhiều gỗ hơn như câu chuyện quà tặng cuộc sống dưới đây. Ngày xưa, có một anh tiểu phu đến xin việc ở nhà một thương gia giàu có. Trông anh khỏe mạnh, hiền lành và chăm chỉ nên người thương gia nhận anh ngay. Tiền công anh được nhận khá cao, điều kiện làm việc cũng rất tốt. Chính vì thế anh tiểu phu quyết định phải nỗ lực hết mình để xứng đáng, với những gì được trả. Anh cầm rìu vào rừng đốn gỗ. Ngày đầu tiên, anh tiểu phu mang về 18 cây gỗ một con số đáng nể. Tốt lắm, hãy tiếp tục phát huy, ông chủ vỗ vai động viên anh. Lời động viên của ông chủ như chất kích thích, càng khích lệ anh chàng làm việc chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, dù nỗ lực hơn ngày đầu, nhưng ngày hôm sau anh chỉ mang về 15 cây gỗ. Ngày thứ ba anh càng cố gắng hơn nữa, cũng chỉ mang về được 10 cây. Càng ngày, anh càng mang về ít hơn. Anh tiểu phu buồn giàu vì nghĩ sức khỏe của mình đã yếu. Anh tìm đến ông chủ, xin lỗi vì đã không làm được như kỳ vọng của ông và thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Lần cuối cùng cậu mài chiếc diều của mình là bao giờ? Người thương ra hỏi. Mài diều ư? Tôi đã dành hết thời gian của mình để đốn cây mà không để ý đến việc mài nó. Anh tiểu phu buồn rầu đáp. Đừng quên cái chính. Một người đàn bà nghèo khổ bê đứa trẻ đi ăn xin. Một lần bà ta đi ngang qua một cái hang, bỗng nghe văng vẳng bên tai. Người có thể vào trong và lấy bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng đừng quên cái chính và hãy nhớ một điều. Sau khi ngươi trở ra thì cửa hang sẽ đóng lại vĩnh viễn, tuy vậy hãy lợi dụng cơ hội hiếm có này và nhớ đừng quên cái chính. Nghe lời bà ta đi vào trong hang. Bà bị lóa mắt bởi vô số những thứ quý giá, vàng bạc, châu báu, kim cương. Bà ta đặt đứa con xuống và bắt đầu nhặt mọi thứ có thể, và nhét hết vào mọi nơi trên người. Bên tai văng vẳng lời nhắc nhở, ngươi chỉ có 8 phút thôi và đừng quên cái chính. Sau khi đã nhét đầy người vàng bạc châu báu cũng là lúc hết giờ. Bà ta vội vã rời khỏi hang, cũng là lúc cửa hang đóng sập lại. Chợt bà ta sực nhớ đến đứa trẻ còn ở trong hang, bà ta vứt tất cả vàng bạc châu báu đã lấy được và lăn ra khóc lóc vật vã. Nhưng chẳng ích gì vì cửa hang đã vĩnh viễn đóng lại. Trong cuộc đời chúng ta cũng có khoảng 80 năm để sống ở đời, và từ trong sâu thẳm đáy lòng luôn có một âm thanh nhắc nhở chúng ta, đừng quên cái chính. Nhiều khi con người vì ham kiếm thật nhiều tiền, nhiều khi ăn chơi vô độ hoặc chạy theo danh vọng, sắc đẹp mà quên đi cái chính của cuộc đời, đó là trí tuệ, đạo đức, nghị lực. Gia đình nơi đông đầy yêu thương, một buổi trưa hè nắng nóng người mẹ trên đường từ chợ về nhà chợt nhặt được một trái cam ai đó đánh rơi bên đường cơn khát và mệt nhọc dường như tiêu tan khi bà nghĩ đến miếng cam ngọt lịm và mọng nước nhưng nhớ đến đứa con ở nhà chẳng mấy khi được ăn hoa trái thơm ngon bà liền lau sạch trái cam và cất vào túi bước chân vào nhà bà gọi con trai ngoan của mẹ nhìn xem mẹ cho con gì đây này đang học bài cậu bé ngước đôi mắt trong veo nhìn trái cam như một báu vật ôi mẹ mua cho con ạ trái cam ngon quá con cảm ơn mẹ Người mẹ cảm động, con học bài ngoan, mẹ đi nấu cơm nhé. Vừa làm công việc bếp núc, người mẹ vừa thầm cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rớt trái cam, để bà được tận hưởng niềm hạnh phúc khi dành phần cam ngon ngọt cho con mình. Cậu bé hít hà hương thơm dịu mát, ngắm nghía màu vàng óng ả à của trái cam, cậu nghĩ, mẹ thật thương khi mua cho mình trái cam ngon ngọt này, mình phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Chợt nghĩ đến bố đang vất vả làm việc, cậu ngập ngừng đôi chút rồi nhẹ nhàng xé tờ giấy trắng tinh trong tập vở, vụng về nét bút, "Bố ơi, con yêu bố lắm." chắc bố đang làm việc mệt lắm phải không bố? bố ăn trái cam này cho đỡ mệt bố nhá. viết xong cậu mở trang giấy, gói trái cam rồi gión rén đặt ở góc tủ, nơi mỗi khi đi làm về bố sẽ cởi áo khoác và cất mũ tại đó. chiều tối dần, người đàn ông cố giấu sự mệt nhọc khi bước chân vào ngôi nhà ấm áp của mình, cởi áo khoác ngoài, đặt mũ xuống, bỗng tay ông chạm phải một vật tròn tròn được gói trong tờ giấy vở. mắt ông nhòa lệ khi đọc những nét chữ ngây thơ của cậu bé, ông hôn cả mảnh giấy và trái cam như muốn cảm ơn đứa con yêu quý. Nhìn vào bếp, thấy vợ đang lúi húi công việc người phụ nữ nhỏ bé, suốt ngày bận rộn để chăm sóc cho hai bố con mà không bao giờ phàn nản kêu ca, ông cảm thấy mình mang ơn bà biết bao. Nhẹ nhàng đến bên cạnh và choàng tay ôm bà, ông ghé tay nói nhỏ, cảm ơn em, cha con anh cảm ơn em, anh cho em này. Và ông đưa trái cam cho bà. Người vợ bật khóc khi nhận ra đây chính là trái cam mình đã cho con trai. Họ không biết đằng sau cánh cửa có đôi mắt trong sáng, và nụ cười hạnh phúc khi cậu bé thấy bố mẹ đang ôm nhau với trái cam của mình trên tay giá trị của kiên nhẫn một chàng trai trẻ đến gặp một chuyên gia về đá quý và nói về ước mong được trở thành một nhà nghiên cứu về đá quý chuyên gia nọ từ chối vì ông sợ rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học chàng trai cầu xin một cơ hội cuối cùng vị chuyên gia đồng ý và bảo chàng trai ngày mai con hãy đến đây sáng hôm sau vị chuyên gia đặt một hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó rồi ông tiếp tục công việc của mình mài đá cân và phân loại đá quý chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó, vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên. Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm hòn ngọc bích nhưng chàng không thể im lặng được nữa. Thưa thầy, chàng trai hỏi khi nào thì con sẽ bắt đầu học ạ? Con sẽ được học vị chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình. Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng trai đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia đặt hòn ngọc bích lên tay chàng trai, chàng nói mà không cần nhìn viên đá, "Đây không phải là hòn đá con vẫn cầm. Con đã bắt đầu học rồi đấy." vị chuyên gia nói. Giá trị của một câu nói dịu dàng có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp họ vượt qua khó khăn nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe. Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và chiêu chọc của mọi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Jim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẩn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẩn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu tài sản duy nhất của Jim là chú chó tai, cũng luôn khép nép và lẩn tránh mọi người như chủ nó. Jim không đối xử thô lỗ với tai, nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để chút đi mọi nỗi uất ức. Một hôm, Jim thấy cô gái đang đi phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy đến, nhặt hai cái gói lên đưa trả cô gái. Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt cô gái cười và xoa đầu Jim. Jim hoàn toàn sốc đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất. Jim huyết sáo gọi tai, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó đi vào rừng. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên. Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt. Jim cười một mình. Rồi cậu gọi, đến đây tai. Tai chạy lại ngay, Jim xoa đầu nó và nói, cảm ơn mày. Mày thật là tốt. Tai rất phấn kích và ngạc nhiên. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẫy lia lịa. Đến con chó cũng thích nghe lời nói dịu dàng, Jim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Jim rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, Jim lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy, cảm giác tự trọng. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng. Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói, thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy, chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế. Như một giọt nước nhỏ làm tràn ly nước hạnh phúc nó sẽ tuôn trào và sẽ không bao giờ ngừng chảy, chỉ là một lời yêu thương, nhưng có thể đưa những người từ vực sâu u tối lên đến một chân trời mới. Chính lúc cho đi là lúc nhận lại nhiều nhất, vậy tại sao chúng ta không cho đi những lời nói dịu dàng tràn đầy sự tốt đẹp, để cuộc sống chúng ta trở nên giá trị và thực sự ý nghĩa? Giá trị của sự tự giác và trách nhiệm. Hãy sống có trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác, chúng ta sẽ luôn nhận lại được những điều tốt đẹp. Ngày xưa có một vị vua vì muốn hiểu rõ hơn về các thần dân của mình, từ các quan tới thường dân, bèn nghĩ ra một kế Nhà vua tìm tới một con đường nhỏ độc đạo treo leo trên sườn núi, một bên là vách đá cao ngất, một bên là vực thẳm. Nhà vua tự tay đào một cái lỗ giữa đường, và đặt vào đó là một cái túi đựng đầy những đồng tiền vàng lấp lánh. Sau đó, nhà vua hì hục vần một tảng đá thật to đè lên cái lỗ. Xong việc, nhà vua nấp trong một bụi cây ven đường chờ. Thoạt tiên, một chiếc kiệu trên có một vị quan cùng một toán lính vác cờ quạt, trinh trống, tay đao tay thước ẩm ẩm kéo qua, thấy tảng đá chắn đường kiệu không qua được tên lính đi đầu nhìn quanh quất một hồi không thấy ai bèn đến bên cửa xe nói vọng vào trong vị quan thò đầu ra lẩm bẩm than phiền nhà vua trị nước kém cỏi chỉ lo hội hè đình đám không màng tới việc muôn dân quyền sinh quyền sát nằm trong tay mà để đường xá không đi được nói vậy nhưng vị quan nọ chẳng thèm bước khỏi kiệu phẩy tay ra hiệu cho toán lính quay trở lại lát sau một nhà buôn ngồi trên ngựa thổ lặc lè đi tới hai bên hông ngựa treo hai chiếc hòm chứa đầy vải vóc châu báu và mặt hàng quý giá gặp tảng đá chắn lối giữa đường, ngựa nặng không qua nổi bèn đứng lại dậm chân sốt ruột, miệng phì phò. Nhà buôn nọ vẫn ngồi yên trên ngựa, bực tức cằn nhàn nhà vua chỉ biết bắt dân nạp thuế cho nhiều, nhưng đường xá chẳng ra gì. Tiên minh đã bỏ ra, tội gì bây giờ lại phải đứng ra dọn đường. Nhà buôn tính toán, lào bầu một lát, ông cũng quay ngựa bỏ đi. Được một lát, có một bác nông dân kiễu kịp một gánh rau thật nặng đi qua. Gánh nặng khiến chiếc đòn cong như cánh cung nhịp nhàng theo nhịp chân của bác tới chỗ tảng đá, bác nông dân dừng bước, hạ gánh. Không nói không rằng, bác lẳng lặng vần tảng đá sang một bên lần lăn nó xuống vực. Thế là xong, đường quang đi lại thoải mái nhé, bác nông dân xoa tay hồ hởi. Khi quay trở lại gánh rau, bác nông dân phát hiện chiếc túi đựng toàn tiền vàng. Hai hạt lúa, có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm, dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất, tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà, bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì, nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất, nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, chịu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ, đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai. Hai viên gạch xấu xí đến miền đất mới các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ họ mua đất gạch mua dụng cụ và bắt tay vào việc một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch chú rất tập trung vào công việc luôn kiểm tra xem viên gạch đã đặt thẳng chưa hàng gạch có ngay ngắn không công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng tuy nhiên chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây xong một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời cuối cùng chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú rất cẩn thận khi xây bức tường xong vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi chùa, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một hôm, có hai nhà sư già đến thăm quan ngôi chùa, chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên. Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao? Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ơ. Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên. Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao, vị sư già từ tốn. Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nghĩ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng, đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo. Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai đó mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết, để rồi hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ. Hãy tha thứ và bạn sẽ được tha thứ. Hàng rào và những chiếc đinh. Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng, mỗi khi cậu nổi nóng, thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào một ngày kia cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào ở đó ông nói với cậu rằng con đã làm rất tốt nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này để lại những vết sẹo trong lòng người khác dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa vết thương đó vẫn còn ở lại vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy những người xung quanh ta bạn bè ta là những viên đa quý Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha. Hạnh phúc vô hình. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó. Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ tuy nhiên bản thân ông lại cảm thấy không vui không hề hạnh phúc một hôm ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc đem tất cả những đồ vật quý giá vàng bạc châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị đại sư nếu như đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được Cuối cùng cũng tìm gặp được vị đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với đại sư, tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài. Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo, tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi. Sau đó vị đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói tốt quá rồi vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi ông cảm thấy thế nào có hạnh phúc không hạnh phúc tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi lúc này vị đại sư cười và nói đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó. Nếu từng yêu, bạn sẽ hiểu được điều đó. Đối phương gọi điện hỏi thăm bạn, tặng quà cho bạn đều khiến bạn vui rất lâu. Tuy nhiên, một khi bạn đã xác lập mối quan hệ hoặc kết hôn, thì tất cả sẽ biến mất hoặc tất cả đều biến thành điều hiển nhiên và khi đó là chuyện đương nhiên, liệu bạn còn trân trọng nó nữa? Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất xong lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người, và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình. Ông trời cho ta khả năng nhìn thấy, thì sẽ sắp xếp cho ta những bài học về sự mất đi, mất đi để có thể nhìn thấy, nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ. Hạt không nảy mầm, thổ xưa, có một vị vua nọ, vừa thông minh tài giỏi lại vừa nhân từ độ lượng. Nhà vua luôn dồn hết tâm trí lo cho dân cho nước, sau nhiều năm, nước nhà trở nên phồn thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp, hưởng cuộc sống ấm no. Tiếc rằng, tuổi tác không từ bỏ một ai. Nhà vua ngày càng già đi, trong khi vẫn không có con cái nối nghiệp, nhà vua canh cánh không yên. Tiêu chuẩn chọn hoàng tử của nhà vua rất đặc biệt. Ông phát cho những đứa trẻ mỗi đứa một hạt giống và bảo, nếu ai trồng bông hoa đẹp nhất người đó sẽ trở thành nghĩa tử của mình cơ hội ngàn năm hiếm có. Bọn trẻ hăm hở mang hạt về nhà, gạt bỏ mọi trò chơi trẻ con, chỉ tập trung trồng hoa. Từ sáng đến tối cứ lo tưới nước, bón phân, bắt sâu, bới đất cậu nào cũng hy vọng mình là người may mắn có được diễm phúc đó. Cậu bé tên gọi là Úc cũng hết lòng mong đến ngày hạt nảy mầm. Nhưng nửa tháng, một tháng, rồi ba tháng trôi qua, cái hạt vẫn nằm im thiên thít nói chi đến chuyện nở hoa. Úc buồn lắm. Cậu liền đi hỏi mẹ, mẹ bảo cậu hãy thay đất mới, nhưng mầm non vẫn không xuất đầu lộ diện hai mẹ con chỉ biết khoanh tay đứng nhìn uyck buồn bã nói với mẹ con nên thế nào bây giờ ạ à? lẽ nào ôm chậu hoa trống không có mầm đến ư người mẹ nói với con một cách rất chân thành con trai cho dù làm bất cứ việc gì đầu tiên là phải trung thực cho dù kết quả cuối cùng có thất bại chúng ta vẫn không hối hận uyck nghe xong gật đầu vâng lời mẹ ngày dâng hoa cho vua cũng đã đến bọn trẻ ăn mặc đẹp đẽ tiếu tít ra đường trong tay là những chậu hoa sinh rực rỡ Nhà vua xem qua một vòng, vẻ mặt trầm ngâm không một nét vui. Bỗng, nhà vua trông thấy một cậu bé hơi khác lạ. Cậu ủ rột đứng nép mình một góc, tay cầm cái chậu trống không, mắt thì rơm rớm nước. Nhà vua tiến lại hỏi, "Này con, sao chậu của con lại không có hoa?" Cậu bé bật khóc, lúng ta lúng túng kể lại cho vua nghe chuyện chăm sóc hạt giống của mình. Cậu còn bảo, "Có lẽ đây là sự báo ứng, bởi trước kia cậu đã từng hái trộm một quả táo trong vườn người khác." Nói xong, cậu oa à khóc to hơn. Chắc cậu rất hối hận vì việc làm sai trái của mình. Không ngờ, nhà vua lại nở một nụ cười thật tươi. Nhà vua ôm cậu bé vào lòng, hỏi, "Này, con tên là gì?" Dạ thưa, con tên là Úc. Người ta cần tìm là con đấy." Nhà vua tuyên bố. "Sao lại thế nhỉ?" Mọi người xì xào bàn tán, sao lại chọn một thằng bé ngốc nghếch gieo hạt mầm cũng không xong làm hoàng tử? Khi đấy, nhà vua mới bảo, "Những hạt giống ta phân phát đều đã được nấu chín, làm sao có thể nảy mầm đơm hoa?" những đứa trẻ tay bê chậu hoa tươi lẳng lặng cúi đầu, chúng đã thay những hạt giống của vua bằng một hạt giống khác.